Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ đến kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay chúng ta đến với dự án nhận 5 đô la cái token NVTX. Để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả nhé. Sau đó thì hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu này. Đầu tiên join vào group Telegram cho mình. Join này. Sau đó thì mọi người trở về này, bấm chọn vào dấu ba gạch, rồi kéo lên, bấm chọn vào mục setting. Ở đây thì mọi người sẽ sao chép cái username này nhé. Rồi quay trở về bot, mọi người sẽ nhập username vào đây, chọn con name, tiếp tục ra vào Telegram. Rồi quay trở về, chọn continue, follow rồi chọn theo dõi, quay lại tiếp tục retweet. Chọn tweet lại, like, rồi quay về continue. Rồi đây thì mọi người sẽ phải post cái bài này lên. Dịch xem nhé. Đăng một tweet gốc, trong đó bạn muốn tài suy nghĩ mình dự án muốn thêm hoặc nhiều. Rồi đây mọi người sẽ copy này. Copy cái này đi. Rồi, quay trở lại Twitter này. Ở đây thì mọi người sẽ chọn tweet này. Đó thì sau đó thì mọi người sẽ gắn cái tag vào. Cho một câu đơn giản thôi. Rồi sau đó chọn đăng tweet. Sau đó bấm vào tweet của bạn đã được gửi đi. Ở đây mọi người sẽ sao chép cái liên kết này. Và quay trở lại này. Dán vào đây. Rồi tiếp tục. Ok, truy cập kênh YouTube của nó. Sau đó nhập tên người dùng nhé. Chọn đăng ký. Rồi quay về trang chủ của YouTube. Bấm avatar này. Rồi thì đây chính là tên người dùng này. Mọi người quay lại và nhập vào. Rồi tiếp tục. Gửi địa chỉ VPF 20 nhé. Rồi, sau cùng là một cái đường link để chia sẻ giới thiệu nhé. Ok, như vậy thì mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia vào dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.